chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Và là xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Đây là các thanh niên mà em hay hay ra chơi cùng, gọi là như thế. Em đã quen mấy bạn này từ từ lâu phết rồi đấy, phải được 6-7 tháng rồi. Đây là trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Angola. Hôm nay thì thực ra là em cũng không có ý định để đi ra đây để quay video đâu. Hôm nay mệt quá, đưa thằng cu đi ra đây để chơi. Đây là công viên. Đấy, đây là một cái công viên rất là rộng luôn. Cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật, ai cũng sẽ đưa gia đình của mình tới một địa điểm nào đó để nghỉ ngơi. Thế nên công viên, biển sẽ rất là đông vào ngày cuối tuần. Công viên ở đây thì có rất là nhiều người nước ngoài, Ả Rập, Liban, Ukraine, nhiều lắm. Ấn Độ, nhiều người nước ngoài ở đây lắm. Nhưng mà mỗi người thì có một khu vực chơi khác nhau. Em thì đang ngồi ở khu vực này, thế là mấy bạn này bắt được em. Em chạy ra luôn. Em đang ngồi thơ thẩn ở ngoài kia kìa. Các bạn đi chạy ra xong rồi hỏi bảo, sao ơi, bị làm sao thế? Mặt đơ ra thế. Em bạn hỏi kiểu thế. Thế là em bảo là em đang ngồi chơi, đang buồn. Thế là các bạn đi ra đây xong rồi chơi, quây quần. Đang nói chuyện em bảo, Sa La nói gì mà nói tiếng gì mà khó hiểu thế. Đấy, nó đang nói thế đấy. Okay. Sou eu. Sou eu. Emma, sou eu. Sara, por que te conhece nesse eu? Sou eu. Não, é assim. Primeiro eu conheci dele. Aqui, nesse lado. Oh. Nesse restaurante. Depois eu conheci você, fica na ilha, no fundo. Hai bạn này đang cãi nhau là ai biết em trước. Bạn này bảo là tôi biết trước. Bạn này bảo không, tôi biết trước cơ. Yeah, não, ta fala língua de Vietnam para pessoa olhar no câmera conhece. Ở đây thì bạn này năm nay 6 tuổi. 5 tuổi. Quantos anos, né? Eu que sei. Mentira, fala bem. 9. Não. Quanto? Eu completei 14. Você 14, eu sei, mas ele? Eu tenho 9, eu tenho 8. Sei. Vừa cãi nhau với bạn này xem bạn đi mấy tuổi. Mình cãi bằng được là 6 tuổi. Mà bạn đi cãi bằng được là bạn đi quanh lúc 9 tuổi. 9 tuổi mà bé như kẹo này. Lần trước bảo là 6 tuổi mà bây giờ lại bảo là 9 tuổi. Cãi, chỉ dậy cãi đấy. Bạn này hay cười đó. E ele tem 13, né? Tem quanto? Fazer 15. Vou fazer 15 anos. Bạn này đang bảo là 15 tuổi này. Bạn này thì là 14 tuổi là mình biết từ lâu rồi. Ở Huambu ấy, bạn ở Huambu ấy. Thường thường thì nhóm trẻ con này sẽ đi theo một cái group bù, gọi là một cái nhóm. Cứ đi đánh giày này, đi dọn rác này. Dạ đi... này, ok. What's your name? Ok. What's your name? À, đang nói tiếng Anh này. Fala mày. What's your name? Aprende onde? Các bạn đều buồn cười lắm. Bạn học được mấy câu tiếng Anh ở đâu? Bạn đang hỏi đấy. Tại vì bạn nhìn thấy mình nói chuyện tiếng Việt, thế là bạn lại nói tiếng Anh. What's your name? What's your name? Đấy? Sara. Tabo? 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 Mỗi lần mà buồn buồn ra đây mà may mắn được gặp được mấy bạn này thì buồn cười thôi rồi luôn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp được nhá. Các bạn ấy lúc thì lang thang ở cuối kia, lúc thì lang thang ở đầu này. Thế nào hôm nay buồn thiểu buồn thiêu lại gặp mấy bạn này thì tự dưng cảm thấy vui là vui. Tutu bên. Ồ. 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 À ồ dù về nè. Ồ dù ta ra nhà mua tôi đi nghe đu. Nó. Hả? Hả? Đây đây đây, mình đang gặp ông bạn này đây. Ông bạn này đánh giày gọi là siêu đỉnh luôn đây. Ấy à, từ từ bên. Mấy bạn lạ lạ nhưng mà mấy bạn này là mình biết lâu rồi này, biết hết luôn. Bạn này là bạn chuyên đi đánh giày. Chuyên đi đánh giày. Đánh giày rất là giỏi luôn. Kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Mình hay trêu đây là đại gia của phố núi đấy. Đúng là đại gia vì hay đi gọi là mời mọc khách là bác ơi bác đánh giày em đi. Đấy. Hay giàu lắm, hay có tiền lẻ lắm. Hôm trước còn cho mình 50 quan nhá. Cái đợt trước ấy rất là giàu luôn. Aki, fica aqui. Arruma. Đây. Bây giờ cất đồ đây. Cất đồ đạc cho bạn.
chơi lúc mà quay video thì em có lục lọi đồ đạc của bạn ấy ra để xem là bạn ấy có những cái đồ gì. Đây, để em mở ra cho mọi người xem nhé. Eu mostra mai um vez para pessoa ver. Você tira mai, tá? Você tira para mim, ajuda. Vừa hỏi ý kiến là cho em xem nhá. À, cho chị xem nhá. Đây, đây là đồ đạc đánh giày của bạn ấy này. Mui tu di nghề tu. Patira. No, só tira mostra assim, tipo isso. Ela vai começar a falar. Đây. Đây là dụng cụ đánh giày của bạn ấy này. Để cho mọi người thăm thú và khám phá nha. Đây. Đây tiếp tục lại là một đây, một hộp một cái dụng cụ đánh giày. Thực ra là mình không am hiểu về mấy cái món đồ này lắm nên là cũng chả biết nó là cái gì. Esse faz o quê? Para bunir, brilho. Cái này là để làm bóng rồi cho ra tay nhốt nhèo nhèo. Đây. Será bem, tá bem? Você precisa fazer um líquido assim para será bem. Senta aqui. Senta aqui. Já. Oh, oh. Faça ele assim, assim. Ok, tá bom. Muito, muito bom. Hay thích trêu với bạn này lắm. Mấy bạn này hồn nhiên cực kỳ luôn ý. Đây này, bạn Tuti nhà mình đây này. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Tuti. Tuti. Yeah. Con mình thì cứ chạy đi gọi là như kiểu gọi là bắn súng. Bắn súng. À đấy. Esque. Abrilho, meter no copo? Não. Não, só para mostrar, né? É, se quer meter brilha mais, meter para mim ver. Ah, como? Ah, fazer para mim. Đấy. Bạn này là bạn ấy đang giới thiệu tiếp. Ui ôi. Ê, bánh brilho. Bạn ấy đang giới thiệu về cái món preto castanho. À. Bạn ấy đang giới thiệu là đây là một cái gel để làm bóng giày. Bạn bảo là bôi vào da tay đi cho nó bóng, cho nó xinh. Đấy, mày mà chưa bôi lên mặt nha. Muito brilho. Tira um pouco. Tira com preto, tira com brilho preto. Úso ôi. Bạn ấy sử dụng cái này để làm dụng cụ cho nó bóng người, bóng mình, bóng mẩy lên nhìn cho xinh gái. Nhớ chưa mọi người? Đây là đồ đánh giày, làm bóng giày cũng có thể làm... mỹ phẩm trang sức, à, mỹ phẩm bôi lên người cho nó bóng. Ra cà bô. Ra cà bô. Ôi, đã cất đi rồi. Ra cà bô nè. Em xin nào vô được một trán nè. Đây, 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 đây. Quên mất. Bạn ấy khoe cái này là vừa hôm qua mua được 300 quan ở ngoài siêu thị. Lúc ấy khoe tới tấp. Bảo là ui, màu này đẹp không ở Zara. Mới tinh. Dụng cụ đánh giày mới tinh. Đẻo lắm. Mấy ông này đẻo lắm. Đây. Đây lại còn cái này nữa. Cái này là chiếc túi bảo bối của bạn ấy. Bạn ấy lúc nãy cũng khoe em rồi. Nhưng mà bây giờ em sẽ mở lại cho mọi người xem. Nothing. Trong này không có tiền mà có hai tờ giấy rất chi là bảo bối của bạn ấy. Bạn ấy bảo là đọc cho bạn ấy nghe thì bạn ấy cũng không biết là cái gì. Xong rồi mình mở ra để mình đọc thì thực ra là mình cũng không biết chữ tiếng Bồ. Nhưng mà mình cũng tạm dịch ở đây ra là đây là thuốc. Đây là thuốc để bạn ấy uống, bạn ấy bị ốm. Đấy. Yeah, SC America sao, né? Precisa comer, beber muito líquido, né? Que tipo de líquido aqui? É água. Tá. É água. Đấy. Hành trình tư trang nó chỉ có thế thôi. Một túi để đi đánh giày như thế này. Đây là cái để chân lên để đánh giày nữa đây. Hành trình tư trang nó chỉ có thế thôi. Đấy, lại còn có một cái rẻ nữa này. Để đây rồi lại quên. Cất vào đây cho bạn đi. Esse não. À, bạn bảo là cái rẻ đấy đừng có khoe, bẩn lắm. Đấy, hành trình tư trang nó chỉ có đến thế thôi. Đây, lúc nào cũng khoác lên người. Mete no corpo. Đấy, rất đẹp dài. Rất đẹp dài. Và là đẹp trai. Đẹp trai. Đấy. Hay ra đây trêu mấy bạn này lắm. Trêu một lúc là tinh thần tự dưng kiểu hứng khởi, hồ hởi trở lại liền. Em vừa mới thương thảo với hội này
là em làm thế nào để có thể tìm được hội này bây giờ. Thế là vừa mới hẹn nhau là 16:30 hàng ngày các bạn sẽ chơi ở một cái địa điểm gần đây để em có thể ra tìm một cách dễ dàng. Đấy, mọi lần á, lúc mà trước khi em bay về Việt Nam ấy, đi tìm các bạn ấy khó kinh khủng khiếp. Đi tìm từ đầu đảo đến cuối đảo mà không tìm thấy các bạn ấy ở đâu cơ. Xong bạn thì đi về nhà, bạn thì ở đây, xong bạn thì lại còn đi tận đâu, không biết là đi tận đâu ấy. Đấy, khó lắm. Du niềm. Certo ne. Nghịch mấy bạn này suốt. Các bạn ấy không có nhà, thường là hay ngủ ở cái góc đằng xa xa kia kìa, góc bảo vệ. Hôm nào mình sẽ giới thiệu qua về chỗ ngủ của các bạn cho mọi người xem nhá. Là tên nào đấy? Meu calção. Tên bé sao hôpa? Đấy, bạn vừa bảo là calção roubaram. Em tên là amiga. Canh hôpa. Na ilha tava tomando banho com banho. Amiga. Đấy, đấy. Lên, đứng lên, levanta. Mình muốn cười quá thôi. Mấy bạn kể cho mình cái câu chuyện là đi tắm sông, tắm ở ngoài sông ấy kìa. Thế là để quần ở trên bờ, thế lúc sau là bị ăn trộm mất. Bây giờ chỉ mặc áo thôi. Lúc nãy mình cũng bảo sao hội này hôm nay chỉ thấy mặc áo không thấy mặc quần. Hóa ra là lý do là vì như thế. Chết cười mất thôi. Đang ngồi cãi nhau với cái vụ gọi là mất quần đấy. Ta hộp bắc kênh hộp à? Nào xảy nè? Nào 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 vi nụ gà tùn. Mà xin nè lúc ta mê hộp bà đồng. Để cả dép ở trên sân cũng bị ăn trộm luôn. Khổ không luôn. Đã nghèo thì lại còn cái eo để hôm nào chị mang ra nha. 2 tháng về Việt Nam, giờ em mới gặp lại các bạn ấy. Nên em bảo mấy bạn hát cho em nghe một tí. Mọi người nghe xem các bạn ấy hát thế nào nhá. Nghe đắc kết. Comigo vai estar, ou vou tirar um chapéu para complementar, ou vou tirar um chapéu para complementar, mano, dia, vê? Dia. Bây giờ thì em đã phải về rồi. Chơi với các bạn thì rất trời tối mò mà vẫn chưa muốn về đấy. Bây giờ thì em sẽ về nhà chuẩn bị cho gia đình. Đấy, bạn lại chạy ra đây đứng một phút. Tiếp ra một phút thôi. Bạn lại muốn chụp ảnh tiếp. Kiểu không rất được ra. Thôi gọi đây, 123. Đẹp quay ở vô tử. Xin chào. Thôi để bạn ấy ở nhà nhá. Thôi về nhá. Bye bye nhá. Hôm nay là một ngày rất là mệt mỏi với mình. Nhưng mà niềm vui đã quay trở lại. Đã cảm thấy tưng tửng hơn rất nhiều khi mà gặp được mấy bạn ở đây. Thực sự là như vậy. Thôi được rồi. Cảm ơn mọi người hãy cho em một nút đăng ký để cùng em đi khám phá châu Phi nha.